Thưa quý vị, thời gian gần đây, các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em liên tục xảy ra tại các địa phương, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu. Nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong mùa hè, mùa mưa bão sắp đến, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Trong công điện, Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt là trước mỗi kỳ nghỉ hè. Ngành giáo dục đẩy mạnh phong trào dạy bơi cho học sinh trong trường học. Trong công điện tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thanh tra kiểm tra, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em, đồng thời rà soát sửa đổi cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu cần phối hợp với ban ngành đoàn thể để ban bảo vệ trẻ em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời gian bão lũ, thiên tai.